Hello, chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh của Hồng và Gemini. Cả nhà ơi, hôm nay Hồng vào bếp, Hồng làm món thịt bò cuộn. Ở đây người ta gọi là rinrolladen. Thì để làm món này cũng rất là đơn giản đó cả nhà. Là Hồng cần có thịt bò miếng mỏng và Hồng mua cái thịt hun khói để Hồng quấn nó lại và dưa leo và bồ tạc. Ở đây người ta gọi là gem, tiêu, muối và trái ớt Mỹ và củ cà rốt để chút Hồng bỏ vô cho nước cho nó thơm cho nó ngọt nhé. Và Hồng có những cái cây tăm để chút Hồng hầm chiên nó lại, hoặc là ở nhà thích thì mình cũng có thể làm cũng bằng chỉ Hồng buộc lại cho nó dính chắc lại. Nhà Hồng cũng có đây là thịt nạc tăm. Trước tiên Hồng cho gem nó lên nha. Hồng lấy cái mỗi gem lên Hồng ấy nó ra rồi. Ở nhà thích ăn gem, à, bạn nào thích ăn gem nhiều thì mình cho nhiều, nó cay thêm, nó nồng. Còn mà không thích ăn thì cho ít. Lót hai miếng thịt này lên đó. Đó, mình cho dưa leo lên ha, giờ mình cho hành tây lên rồi mình cuộn nó lại. Cái này Hồng buộc cộng chỉ nha, Hồng bò thử buộc cộng chỉ cho nó chắc không nha. Ở đây á, hồi lúc trước Hồng thấy á, ông ba chồng Hồng á, ông làm cái này ông buộc bằng cộng chỉ không à. Còn mình á, Hồng Hồng là Hồng buộc cần cộng cái tâm, Hồng chỉ ghi một cái tâm thôi, nhưng mà ông nói buộc cũng chỉ này cũng hay. Lúc mình nấu cả nhà nó không có xuất ra. Nhưng mà lúc nhà biết không, lúc mình ăn á, nó mình phải tháo cộng chỉ ra nữa nên nó cực. Hồng á, Hồng làm mà bằng cái tâm cho nó lẹ. Rồi Hồng cứ làm tiếp nữa cho đến hết nha cả nhà. Rồi bây giờ Hồng cuộn xong rồi nè cả nhà, giờ Hồng bỏ vô chảo Hồng chiên rồi chút nữa bắp. Hồng chiên bằng butter, Hồng chiên bằng bơ. Xíu hành để cho nó thơm.
Hồng chiên cho nó vàng hai mặt nó thơm, rồi bắt đầu Hồng cho qua nồi áp suất phòng hầm. Hồng làm cái nước sốt trước nè, rồi xong rồi cái này Hồng chiên hai mặt ha, Hồng chiên cho nó vàng hai mặt rồi xong bắt đầu Hồng cho qua cái nồi này Hồng hầm. Là cái nước sốt Hồng mua cái gói vô la đình này nè, Hồng bỏ cái bột nêm này vô, Hồng bỏ vô Hồng nấu nước sốt lên, rồi xong Hồng cho nó chiên cái đầu, Hồng bỏ cái này qua nha. Đó, nước Hồng cho nó sắp sắp như vậy nè, rồi xong cái Hồng bỏ vô Hồng lại Hồng đặt đóng lại Hồng hầm nha. Hồng nấu nồi áp suất này nè cả nhà là khoảng 20 phút đến 25 phút. Nếu bạn nào thích ăn mềm thì nấu 25 phút. Còn Hồng nấu vừa ăn tới thì làm canh nó 20 phút thôi là nó sẽ mềm. Rồi bắt đầu Hồng mới lấy ra, Hồng mới cho cà rốt với ớt Mỹ vô. Nếu mà bây giờ cho sớm quá nó sẽ mềm. Rồi chút Hồng quay lại Hồng cho cả nhà xem nha. Nhà biết không, nếu mà Hồng hầm trong cái nồi này thì nó nhanh lắm, nó chừng 20 đến 25 phút thôi là nó sẽ mềm hết. Còn mà nếu mà các bạn hầm trong cái chảo mà như nãy Hồng xào xong Hồng đậy nắp lại mình hầm á thì nó rất nó lâu lắm, cái nhà phải nấu tới 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi thì nó mới mềm thịt bò. Mà Hồng không có thời gian nên Hồng bỏ vô cái nồi này Hồng hầm nó ăn cũng rất là ngon. Này bỏ cái lá phe lau đó cả nhà, lá tỏi tây Hồng bỏ vô cho nó thơm đó. Hồng bỏ rau củ quả vô rồi bắt đầu Hồng định để nó lửa nhỏ thôi, Hồng để 10 phút nữa là nó mềm hết cả nhà, và 10 phút nữa sau là ăn được rồi nha. 10 phút sau Hồng quay lại cho cả nhà xem nha. Ơi mời cả nhà ăn nè, món ăn của Hồng đã làm xong rồi nè cả nhà. Mua lát của Hồng đó, Hồng ăn với nuôi trình mời cả nhà ăn nha. Mình xin chia sẻ thế thôi cho cả nhà được vui. Một lần nữa, Hồng xin cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian để theo dõi và ủng hộ video của Hồng. Mến chúc cả nhà luôn vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye!